Startup cho thuê xe Ấn Độ chinh phục Việt Nam như thế nào? Tương tự như mô hình Airbnb, Zoomcar là startup của Ấn Độ, được biết đến là nền tảng kết nối giữa chủ sở hữu xe ô tô và khách thuê xe. Hiểu nôm na, Zoomcar là một công ty chuyên cho thuê xe ô tô tự lái. Mặc dù chỉ mới gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 12 năm 2021, nhưng hiện tại, Zoomcar Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành tích đáng nể, nổi bật như tăng 500% doanh số với hơn 10.000 cuốc xe của hơn 3.000 chủ xe được thực hiện. Vậy Zoomcar đến từ đâu và họ đã chinh phục thị trường Việt Nam như thế nào? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Startup cho thuê xe tự lái. Zoomcar là một nền tảng đi tiên phong trong lĩnh vực chia sẻ xe hơi của Ấn Độ, có trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ. Công ty được thành lập vào năm 2013 bởi David Beck và Greg Moran, với khoảng hơn 3 triệu người dùng và 25.000 xe trên nền tảng khắp châu Á và khu vực MENA, Trung Đông và Bắc Phi. Zoomcar là một trong những nền tảng cho phép các cá nhân thuê nhiều loại xe khác nhau theo giờ hoặc theo ngày lớn nhất thế giới. Được biết, Zoomcar có hơn 300 nhân viên hoạt động tại hơn 50 thành phố. Lợi thế chính của Zoomcar đến từ việc tập trung đầu tư các công nghệ cốt lõi như IoT, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra trải nghiệm chất lượng cho cả khách thuê xe và đối tác chủ xe. Tương tự như mô hình Airbnb, Zoomcar là nền tảng kết nối giữa chủ sở hữu xe ô tô và khách thuê xe, dựa vào bộ lọc với các khung thời gian, phương thức thanh toán, mẫu mã, mức giá hay chức năng xem qua đánh giá của những khách hàng trước đó. Người sử dụng nền tảng Zoomcar có thể đưa ra cho mình những lựa chọn phù hợp nhất. Trong hành trình phát triển của mình, Zoomcar chú trọng các thị trường có hệ thống giao thông đang phát triển. Theo công ty, tỷ lệ sở hữu phương tiện trung bình dưới 10% của các thị trường cốt lõi này sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội, khi nó có thể tạo ra khoản doanh thu 90 tỷ đô la cho mảng thuê xe tự lái vào năm 2025. Cuối năm 2021, Zoomcar đã nhận được 92 triệu đô la vốn đầu tư thông qua phát hành riêng lẻ Private Placement, dẫn đầu bởi Stern Ages Ventures, quỹ đầu tư có trụ sở tại New York. Zoomcar đã sử dụng ngân sách này để phát triển thị trường cho thuê xe của mình tại Ấn Độ, cùng nhiều thị trường được lựa chọn ở châu Á và khu vực MENA. Sau đó, nền tảng cho thuê ô tô này cũng đã gia nhập vào thị trường Philippines và Ai Cập. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Zoomcar và công ty Innovative International Acquisition thông báo tham gia thỏa thuận hợp nhất. Nhưng ai cũng biết thỏa thuận hợp nhất này là một thương vụ SPAC, thương vụ sáp nhập bằng xét trắng, để dọn đường cho Zoomcar niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ vào thời gian tới. Được biết, sự hợp tác giữa Zoomcar và Innovative sẽ nâng giá trị công ty hợp nhất lên khoảng 456 triệu đô la. Sau đó, công ty hợp nhất sẽ được đổi tên thành Zoomcar Holdings Inc. Zoomcar tại Việt Nam kinh doanh thế nào? Hiện tại, Zoomcar đang có hoạt động tại hơn 40 thành phố ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Ai Cập. Với việc mở rộng thị trường sang nước khác, tìm được người dẫn dắt đúng đắn và phù hợp sẽ quyết định 50% cơ may thành công. Trường hợp của Zoomcar tại Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu. Mặc dù mới chính thức vào thị trường Việt Nam từ tháng 12 năm 2021, nhưng chỉ sau hơn một năm hoạt động tích cực, Zoomcar Việt Nam cũng đã gặt hái những thành tích đáng kể như đạt hơn 100.000 khách hàng đăng ký, đồng thời thu hút sự tham gia của hơn 3.000 chủ xe với mức tăng trưởng cao qua từng tháng. Hiện tại, Zoomcar Việt Nam đã tiệm cận điểm hoa vốn trên từng chuyến xe và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng gấp 5 lần trong năm 2023. Trước khi đến với Zoomcar, ông Kiệt Phạm, giám đốc quốc gia Việt Nam của Zoomcar, từng là giám đốc phát triển kinh doanh của GoFood, GoCheck tại Việt Nam, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại OYO và Nielsen. Với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng chuyên môn trong việc quản lý startup, tức là ông Kiệt Phạm vừa hiểu sâu về nền kinh tế chia sẻ và ngành gọi xe tại Việt Nam, vừa quen làm việc với các công ty mẹ tại Ấn Độ, OYO cũng là một kỳ lân khác của Ấn Độ. Hay nói cách khác, khi bắt tay vào xây dựng Zoomcar Việt Nam, ông Kiệt Phạm sẽ không tốn thời gian để làm quen với thị trường hoặc văn hóa công ty mẹ, thậm chí có thể ông đã có sẵn những nhân sự chủ chốt cho công ty mình. Vậy nên rất nhanh, Zoomcar đã tiệm cận điểm hòa vốn trên từng chuyến xe. Đây là tiền đề khiến Zoomcar Việt Nam đặt ra mục tiêu đầy tham vọng trong năm 2023. Kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua của Zoomcar tại Việt Nam là sự tổng hòa của nhiều yếu tố bao gồm mô hình vận hành ưu việt, kinh nghiệm thành công từ những thị trường khác trong khu vực, sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch, sự thấu hiểu với thị trường nội địa. Thực tế ở Việt Nam đã có một số sàn thương mại cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái, nhưng những đơn vị này chỉ là nơi kết nối, còn chủ xe và khách thuê vẫn phải gặp mặt
tự thỏa thuận và tự đảm bảo cam kết với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ phải tự xử lý. Còn đối với các đơn vị cho thuê xe truyền thống, khách hàng vấp phải nhiều sự bất tiện như phải đóng phí đặt cọc cao, giá thuê không hợp lý so với loại xe hay nhu cầu sử dụng, quy trình thuê không thuận tiện hay không được bảo hiểm cho chuyến đi. Nhưng những nền tảng như Zoomcar thì lại khác. Ứng dụng giúp kết nối giữa người có nhu cầu cho thuê xe và người có nhu cầu thuê xe tự lái, có bảo chứng cho cả chủ xe và khách thuê tương tự mô hình Airbnb. Khách hàng sẽ được thuê xe để tự lái mà không cần phải đặt cọc trước và cũng không bị phụ thuộc vào các yêu sách của chủ xe như cách truyền thống. Thậm chí, người thuê cũng không cần phải gặp trực tiếp chủ xe. Nhờ tính năng vào xe không chìa khóa, khách hàng cũng có thể chọn nhiều loại xe khác nhau của chủ xe khác nhau dựa trên đánh giá của những khách hàng trước đó. Điều này đảm bảo trải nghiệm sẽ được tốt nhất, đúng bản chất của một sàn thương mại điện tử. Đặc biệt với Zoomcar thì tính an toàn cũng được đặt lên trên hết. Vì thế, tất cả các xe của Zoomcar đều đã được gắn hệ thống định vị và cảnh báo. Khi phát hiện những điều bất thường trong quá trình xe vận hành, chủ xe có thể kiểm soát xe, thậm chí có thể tự tắt máy xe khi cần. Những điều này mang lại sự an tâm cho chủ xe, cũng như đảm bảo khách thuê xe có chuyến đi an toàn nhất. Vào những ngày đầu tiên khi bước chân vào thị trường, công ty đã gặp phải nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là nhận thức của người dân Việt Nam về cho thuê xe tự lái chưa đầy đủ. Thế là Zoomcar đã phải bỏ rất nhiều công sức để truyền thông, thay đổi nhận thức để giúp khách hàng và đối tác tại Việt Nam hiểu hơn về những lợi ích mà mô hình cho thuê xe tự lái mang lại. Cụ thể, đối với các chủ xe thì chiếc xe là một tài sản vô cùng lớn và cần được bảo quản giữ gìn cẩn thận, nên nhiều người còn e ngại việc cho thuê xe. Nhưng trên thực tế, chiếc xe cũng là một tiêu sản và giá trị sẽ giảm sút theo thời gian. Vì thế mà vào những ngày đầu, đội ngũ Zoomcar đã phải gặp trực tiếp, trao đổi với các chủ xe, thuyết phục và minh họa để họ hiểu chiếc xe cũng là một khoản đầu tư, cần phải tối ưu hóa sử dụng để mang về lợi ích cao nhất. Cơ hội và thách thức. Việt Nam là một thị trường đang phát triển đầy tiềm năng của khu vực Đông Nam Á, với dân số trẻ và yêu công nghệ, lượng người có thu nhập trung bình tăng cao và ổn định. Mặt khác, tại Việt Nam, việc sở hữu một chiếc xe ô tô là khá đắt hơn so với những nước phát triển khác. Vậy nên, nhóm khách hàng mà Zoomcar muốn hướng đến là những người chưa có đủ khả năng để sở hữu một chiếc xe, nhưng có nhu cầu lái xe và có khả năng chi trả để thuê một chiếc xe tự lái. Theo hãng nghiên cứu thị trường Modal Intelligence, thị trường cho thuê xe Việt Nam được định giá dự kiến đạt 884 triệu đô vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt gần 14% trong giai đoạn từ nay đến 2027. Mặt khác, theo số liệu của một chuyên trang nghiên cứu thị trường, thì tỷ lệ sở hữu xe ô tô tại Việt Nam khoảng 23 xe trên 1.000 dân. Tỷ lệ người dân sở hữu ô tô thấp so với khu vực, trong khi nhu cầu di chuyển tăng cao. Những lý do đó đã khiến Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm của Zoomcar, thậm chí là thị trường tiềm năng nhất của Zoomcar ở Đông Nam Á. Vào năm 2023, Zoomcar sẽ tiếp tục tập trung cao độ vào việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Họ dự định mở rộng ra Hà Nội và sau đó là Đà Nẵng, với mục tiêu trở thành nền tảng thương mại điện tử cho thuê xe tự lái lớn nhất Việt Nam vào cuối 2023. Trước đây, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào xuất khẩu và FDI, nhưng điều đó đã thay đổi. Chúng ta hiện là một quốc gia đang phát triển với thị trường nội địa đầy tiềm năng, các doanh nghiệp địa phương phát triển, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang tăng cao liên tục. Việt Nam hoàn toàn có thể dựa vào nội lực của mình để phát triển kinh tế. Đặc biệt, như đã nói, thị trường cho thuê ô tô ở Việt Nam dự kiến đạt 884 triệu đô vào năm 2027. Với nhu cầu đi lại ngày càng tăng, việc mua và sở hữu một chiếc xe ngày càng đắt đỏ, đặt trong bối cảnh người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu, phương án thuê xe tự lái là phương án tối ưu nhất để giải quyết nhu cầu đi lại của mọi người. Chính vì thế, Zoomcar sẽ có một khoảng trời rộng lớn để phát triển hơn trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!